Bây giờ thì tin chào đây hả? Chị gì bảo vậy? Chị á? À là rồi chị nhớ rồi sao mà bộ và chị nhớ rồi ồ chú ra đây cả là rồi chị nhớ là cá biểu bảo vậy mình lúc nhiều rồi hồ già lúc nhiều ít rồi chú cái gì rồi mà chỉ bảo nhà má tháo tàu về ta giáo cái này nhà má mà mì vẽ xe chui ya tân nhà này tân nhà quỳ về ai rồi lâu đi xe già ra đi anh đi vô xin nhà vô là ra đấy vô ở đây nhà quay cái nó lại là à bây giờ ai rồi chỉ dùng nhai đi này thế cái chỉ dùng nhai đi này rồi khu cho nó toàn này nhà đối chồng nhiều là vậy đối chồng nhiều thì nó nông thôn nhà bà ấy biết đối chồng à nhưng mà vì đó thao cũng nhiều lắm ai rồi chỉ cả rồi cho nó lấy cái tiền tiền còn lấy cái tiền tiền má cũng đang nhận hàng chỉ là bây giờ này cũng ai chỉ là cái nào đấy.